Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái vỏ bánh làm chả giò bằng cái máy Philips. Mình sẽ xài cái dish là gọi là lasagna. Đây là cái cách mà mình để mình ráp vô cho chính xác á, là mình thấy cái khe ở trên cái miếng kim loại với lại cái khe của cái miếng nhựa đó, là nó phải nằm ngay một chỗ, thì mình ráp vô bên kia nó cũng có cái độ lõm, vô bên này có cái phần lồi thì mình bỏ vô ngay đó, rồi mình ráp máy vô, mình bắt đầu mình cân bột. Thì cái cấp này nó bán sẵn á, thì nó là đầy cái cấp này á, là 250 gram bột. Mình sẽ xài bột mì ngang, tức là bột mì đa dụng, 1/4 muỗng muối mình bỏ vô trong đó. Rồi mình sẽ mở máy, là mở bao, mình bấm, mình cắm điện vô rồi bao on xong rồi mình cắm, mình chọn có một cấp á, mình sẽ bỏ nó vô làm một quả trứng với lại nước giăng tùm lum. Rồi mình tổng cộng cái lượng chất lỏng đó là 95 ml, mình đổ nó vô chỗ cái khe dính quá phải lâu đã. Mình trộn cái đó là thì mỗi cái là bắt đầu khi mình mở máy, mình bấm cái, mình cập cắm điện vô rồi mình bấm cái power nó lên rồi á, thì mình chọn một hay hai cấp. Bây giờ mình làm có một cấp thì mình ra chỗ cái hình cái cấp đó mình chọn một, xong rồi mình bấm cái mũi tên mà play á, cho nó chạy máy. Thì sau khi nó chạy mỗi cái vòng á, thì nó tới là cỡ 3 phút thì mình tới số 7 á, là nó chuyển qua bắt đầu nó in ra, thì mình không muốn nó in. Mình xong một phần rồi thì bây giờ mình đổ dầu vô, dầu mình đổ cỡ là, xài dầu ô liu này đổ vô cỡ là 1 teaspoon, rồi mình cho nó chạy tiếp mà trộn một vòng nữa, cho nó trộn một vòng xong rồi mình nghỉ cỡ 20 phút, rồi mình cho nó chạy tiếp vòng nữa, rồi mình in ra luôn. Đó mình nói đó, tới 7 là mình ngừng á, rồi mình chỉ lại các bạn coi cái chứ nó không có tự động nó ngừng. Nếu mình muốn làm 3 phút á, là mình phải ngừng lại rồi mình bắt đầu trở lại. Bây giờ thì mình cho nó in ra luôn. In ra thì mình cắt cái miếng nó là hình vuông, nhưng mà hình vuông thì nó ngắn quá đó, mình cứ cắt khoảng là cỡ gấp đôi bề ngang ấy, chiều dài của nó gấp đôi bề ngang, để lát mình cắt đôi ra thì mình có 2 miếng hình vuông. Mình làm 350 gram này á, thì cỡ được 16 miếng vuông, với lại cái mà dư trong trong máy một miếng nữa, thành ra 17 cái chả giò mình làm ra 17 miếng. Bạn thấy nó cái miếng này nó dày cỡ 1.2 mm hả, đúng rồi mm, thì nó cũng rất là dày. Làm chả giò này thì nó vừa nhỏ này mà vừa dày, thành ra mình cán nó ra cũng là học xì dầu lắm. Cho nên mình hồi nãy mình để ngâm, mình để cái bột nghỉ 20 phút là để cho nó mềm bột ra đó, để khi mình cán cho nó dễ. Lúc đầu á, thì mình đem mình lấy cái roller này mình cán, khó hơn là mình lấy cái cây, lát mình lấy cái cây nhựa mình cán nó lẹ hơn. Các bạn có sức á thì cứ cán ra đến khi nào nó mỏng như tờ giấy á, thì càng tốt. Còn mình làm đuối quá, đẩy đau tay lắm. Tại vì cái gì mình cũng quen, mình xài máy rồi đó.
rồi mình cán cái này nó cũng đó, mình cán ra được mỏng ra tới hết sức của mình đó, khả năng của mình cán là tới đó thôi. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu, mình lát á mình sẽ nói cái phần mình làm nhân sau. Nhân này là làm cho có thôi chứ cũng không phải là chú tâm chủ yếu. Hôm nay mình giới thiệu các bạn là cái cách của mình xài cái máy Philips để mình in ra cái vỏ bánh á, trong trường hợp mà mình không có đi chợ được mùa dịch này, hoặc là mình ở cái vùng mà chỉ có bánh tráng gạo, không có bánh tráng bột mì á, thì mình tự làm kiểu này, xài bột mì để mình làm. Cho nên mình không có chú ý chủ yếu là vào cái phần phần làm nhân. Lát mình nói sau, nếu mà các bạn nó muốn muốn xem thì ở phần sau đó mình xài cái cây cán này nó dễ hơn, nó ít dùng sức hơn cái roller hồi nãy. Mình gói cho nó khéo, tại vì cái miếng nó nhỏ quá đó, mình nghĩ có ai có sức thì cán ra được rộng hơn, tại vì cái miếng này nó dày. Làm cái này là để người ta làm một hoành thánh á, còn không thôi nếu mà bạn cũng bỏ nhân kiểu vậy mà mình gấp đôi cái hình vuông lại rẫn ra hình tam giác á, rồi mình dán mí lại mình chiên lên ăn cũng ngon. Còn không nữa bạn làm cái kiểu này thì hoặc là mình gói lại cái kiểu hoành thánh mà bẻ ra cái nơ á. Còn mình ưng làm thử cái kiểu như là cái cúng chả giò, nhưng mà nó mệt quá, mình chỉ ưng làm cho vui, rảnh quá không biết làm gì, rồi ai thích thì làm theo thôi, chứ đừng có nói là mấy cái này mất thì giờ. Thực ra là xài cái máy Philips á, mình chỉ chờ bỏ vô bột, tại vì mình muốn bột cho nó mềm dễ cán thôi, chứ bỏ vô hả mình trộn 2 lần là cỡ 6 phút phải không, rồi cái lần thứ ba mình bỏ vô cả 3 phút nó ra trộn lần nữa là nó chạy ra cái rèo, nó chạy ra cái ruột là ra 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 liền à, tại mình từ từ mình cắt rồi chứ nó chạy lẹ ra lắm đó. Làm xong ra mười mấy cuốn chả giò á, mình có làm 2 cái cuốn hình tam giác nữa mà để mình chiên mình ăn riêng. Đây là cái mình chiếu kỹ cái mình bỏ như vậy đó, cũng như vậy, tại giờ hồi nãy mình chiếu hơi nhanh á. Cái này và tại vì mình không có bỏ bún tàu hả, là miếng á, mình cũng không có bỏ khoai môn bào, là bởi vì cái vỏ nó dày quá rồi mình không muốn thêm chất bột nào nữa hết á. Mình chỉ có tôm với thịt với lại rau rau củ vô cho nó thêm cái chất rau vô thôi. Thì bây giờ mình sẽ chiên dầu deep fry nó. Mình xài tại vì cái nhiệt độ cũng cao, thành ra mình xài cái dầu gọi dầu bơ á, avocado này. Dầu bạn có thể bỏ chiên chả giò, có nhiều cách chiên không bắt buộc là phải bỏ vô dầu nóng, có thể mình bỏ vô dầu nguội là tùy mỗi người. Mình thì chuyên môn mình cũng bỏ vô dầu vừa vừa nóng lên là mình bỏ. Cái này mình cũng không có dán mí lại nữa, ăn cho vui thôi chứ còn cái vỏ nó dày quá. Bạn nào có sức thì mình làm mỏng ra chắc ngon hơn, còn này nó dày. Nó là giờ cũng là trứng với lại bột với lại nước thôi, người ta làm bán cũng vậy. Cái mình có dầu mình bỏ vô rồi rồi mình làm vậy, mình cái máy nó sạch trơn à, nó cuốn sạch bột luôn, bỏ vô mình cắt không kịp luôn á. Là máy này ví dụ làm số lượng nhiều á thì cũng có lý, nhưng mà mình làm thử công thức cho vui thôi, chứ mình cũng không có, tại nhà mình cũng có còn bánh bánh này, cái bánh để làm cái vỏ để làm chả giò chứ không phải. Đó mình chiên à,
mình chiên, mình thấy mình làm cái bột bánh nó cũng sạch sẽ mà mình không biết sao mà chiên ra cái dầu nó đen thùi lùi á. Cái bánh nó đâu có đen đâu mà không biết sao cái dầu mà cái bột, chắc cái ba cái bột nó dính á, cái bột mà mình cán cán, tại vì khi cán á thì nó cứng quá mình cán không nổi, cái mình thoa nước vô á, mình thoa nước vô để mình cán ra, thì khi thoa nước nó có chỗ nó rít á thì mình phải bỏ thêm tí bột khô, chắc vậy nó ra nó dính á. Mình không có dán mí lại gì hết. Cái chả giò này tại có nhiều khi dòm trên màn hình mình thấy không có chính xác ấy, chứ nó nhỏ lắm, nó cỡ như là chưa tới 3 lóng tay á. Rồi dòm thì nó cũng hấp dẫn hả, nó cũng nhưng mà có bỏ dày quá. Để rồi mình ăn thử cho các bạn, mình lấy một một cúng, tại vì mình làm này bữa mình cũng chưa ăn, để mai mình phải ăn, mình làm mình quay video cho vui thôi. Mình chiên một cái nó vàng vàng đậm nhất đó, cái vỏ nó dày quá. Mình chỉ làm với cái mục đích như là chia sẻ cái cách mình nếu cái mình thèm ăn mà mình không có sẵn đồ thì có sẵn máy móc á, có sẵn bột thì mình tự mình làm thôi. Chứ có sợ là có nhiều người nói rồi ta biết nó dày vậy sao chị còn chỉ người ta. Mình nghĩ là nếu mà các bạn mạnh tay á, có thể cán mỏng ra được nữa. Rồi đây là mình chỉ nói qua cái cách mình làm nhân thôi. Mình làm 200 g tôm, 200 g thịt mình xay ra. Rồi mỗi thứ cà rốt với lại nấm với hành tây với lại hành lá xanh. Mình xắt nhỏ rồi mình để mình sấy sơ sơ cho nó khô. Thực ra cũng không cần sấy. Hành tây mình cũng đâu có sấy. Cà rốt tại vì mình cắt trước ngày thành ra mình cũng sấy sơ nó. Chứ tại cái vỏ nó dày á, không có sợ bị mềm ướt về chiên, nó cũng giòn rụm thôi. Nó dính. Cái phần này là mình nói thêm thôi chứ các bạn cũng không cần coi, tại vì mình chỉ làm theo cái khẩu vị gia đình, mình không bắt buộc phải làm giống vậy. Còn chủ yếu là bằng phần vỏ thôi. Rồi có chừng đó món á. Bây giờ thì mình nhồi nó chung vô để lát mình gói. Mình gói cái này cũng không hết, cho mình phải làm thêm 250 bột nữa. 250 bột mì mình làm để gói hết cái này là cũng là gần 2 ổ bánh mì á. Mà trong khi mình thấy chả giò có nhúm chả giò mà bằng 2 ổ bánh mì nó nở ra to bự chát. Cái số bột mình xài á, thành ra mình cử bớt, mình không có thêm mà mô hoặc là mình không có thêm bún tàu là vì lý do đó đó. Coi như là cái video làm cái vỏ chả giò bằng cái máy Philips của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.